Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến với Đảo Kinh Dị, kênh chuyện ma có những câu chuyện ám ảnh và đáng sợ nhất. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với mùa lũ năm 2006. Ở một vùng thôn quê Bắc Giang có con sông Cầu. Ở đó thì ngoài bãi bồi, rất nhiều những cái chuyện ma quái xảy ra. Và những chuyện ma về vùng sông nước, những xác chết trôi hay những con ma ra, nó luôn có một sự quấn hút mà chúng ta không thể nào rời mắt và đem lại cái sự ám ảnh không thôi. Câu chuyện hôm nay cũng là một trải nghiệm tâm linh như thế, đảm bảo sẽ quấn hút bạn từ đầu đến cuối. Trước khi bắt đầu thì mình cũng xin được giải thích một chút là dạo gần đây thì các bạn cứ thấy là mình ghi là chuyện ma Đảo Kinh Dị tập 1, tập 2, tập 3, tập 4. Thì thật ra là những cái tập này thì nó không phải là liên quan đến nhau cả, mà mình chỉ nhóm nó lại. Nó là những cái tập chuyện lẻ mà thôi. Bất kỳ câu chuyện nào thì nó đều là lẻ cả. Nhưng mà cái chuyện ma của Đảo Kinh Dị là tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 thì các bạn nghe bất kỳ tập nào cũng được, nó không có liên quan đến nhau hết. Thế nên là anh em đừng, ví dụ hôm nay là chuyện ma Đảo Kinh Dị tập 5 thì anh em lại hỏi tập 4, 3, 2, 1 đâu. Thì thật ra là nghe lại thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó không có liên quan gì với nhau cả. Và bây giờ thì không rông dài thêm nữa, xin kính mời các bạn đến với câu chuyện kinh dị của ngày hôm nay. Đó chính là chuyện ma có thật, quê em mùa lũ, những hồn ma vùng sông nước. Câu chuyện này xảy ra cách đây đã ngót 17 năm rồi, từ khi mà em còn là một thằng trẻ trâu học lớp 8, đó là vào năm 2006. Hôm nay thì nhân một cái đêm trăng thanh gió mát, trời thì trong và khắp nơi là những tiếng sáo diều vi vu. Lúc em cầm máy viết lên những cái dòng tâm sự này thì trùng hợp là ở khúc sông làng em ngoài kia, nước cũng đang về. Nước về. Bây giờ thì gọi là nước về, chứ trước đây thì gọi là lũ. Tâm sự qua với các bác một tí là quê em nằm ở khu vực Trung Du miền núi. Nói là Trung Du, nhưng thực ra lại giáp với đất Sóc Sơn của thủ đô Hà Nội. Chỉ cách Sóc Sơn có một con sông và một cây cầu. Đó là sông Cầu, hay còn có tên gọi khác mỹ miều hơn là sông Như Nguyệt đấy các bác ạ. Quê em nằm ở Bắc Giang. Nói đến Bắc Giang thì chắc nhiều bác sẽ nghĩ ngay đến đặc sản vải thiều Lục Ngạn, bánh đà kế hay là rượu Làng Vân ấy nhỉ. Cơ mà đó là đặc sản của những huyện khác, những huyện cách nhà em, xa nhà em đến hàng chục với cả trăm cây số. Chứ huyện Hiệp Hòa nhà em, nhất là vùng giáp sông thì trước kia khi em còn nhỏ, có một đặc sản không thể thiếu mỗi mùa tháng 7, tháng 8 âm, đó chính là lũ lụt. Và cái câu chuyện em muốn kể cho các bác nghe sau đây chính là những chuyện liên quan đến mùa lũ hàng năm. Mùa lũ năm 2006. Làng em thì nghèo, đã nghèo mà lại còn đông dân. Mùa lũ năm 2006 là một mùa lũ đáng nhớ. Đáng nhớ không chỉ với gia đình em, với làng, mà đáng nhớ với cả huyện em kìa. Hôm đó em đi học về, là buổi khai giảng đầu tiên bước vào lớp 9. Và hôm ấy thì trời mưa rất là to. Mưa tối mặt tối mày, mưa thối đất thối cát. Cơn bão số 4 của năm 2006 kéo theo mưa về suốt cả năm ngày trời, làm cho con đường đê đang đắp dở của làng vừa lầy lội lại vừa lồn nhồn những cục đá tảng. Năm ấy thì cũng là năm đắp đê chắn lũ, bởi vì con đê đã nhiều nơi sạt lở. Em đội cái nón lá của mẹ, lưng khoác tấm vải mưa, đi cùng chúng bạn nhìn sang dòng nước sông đỏ quạnh, toàn rác rưởi từ thượng nguồn đổ về, đã cao sầm sấp đến tận lưng chừng mà cảm giác tim đập chân run. Cái buổi khai giảng chỉ qua loa với vài thủ tục nhanh gọn. Lúc mà tiếng trống tan trường vang lên thì cũng là lúc mà từ học sinh cho đến các thầy cô giáo ai nấy vẻ mặt đầy lo lắng. Đã khá lâu từ trận lũ lịch sử năm 96 qua đi, đến thời điểm ấy thì cũng là 10 năm. Năm 96 khi em mới chỉ 4 tuổi, là một thằng nhóc bé tí thôi, em đã được bố cõng trên lưng đi chạy loạn lên ngọn núi Y Sơn cách nhà 3 km, và em vẫn nhớ như in cái cảm giác đáng sợ ấy. Đang xì xào nhỏ to cùng mấy thằng bạn về vụ nước ngập, mấy chú mấy bác công nhân đội mưa lái máy xóc máy ủi kè đá quành quạnh, trông thấy mấy thằng nhóc làng vàng thì chỉ tay nói: "Mau về nhanh đi, chứ còn lang thang ở đấy mà xem à, nước lên cao đấy, đừng có thằng nào lại gần mép đê đấy nhá." Bọn em chẳng thằng nào đáp lời. Thực ra lúc đó nhìn thấy nước lên, thằng nào thằng ấy tùy sợ, nhưng mà lại thích thích nhiều hơn. Trẻ con mà, cảm giác mỗi khi lụt nó khó tả lắm các bác ạ. Làng em được cái là có một cái bãi bồi rất lớn, dài và trồng rất nhiều dâu. Không biết là có tuổi thơ bác nào nhà ở rìa sông giống như em không, cơ mà bọn em hồi đó cứ canh mỗi khi nước lớn, anh em chú cháu lại rủ nhau mang thuyền ra đi ven ở chỗ bãi bồi để tìm những thứ chẳng mấy khi kiếm được. Có lẽ là các bác cũng đang tò mò chứ đúng không? Để em tả qua nhé.
Nước lên là nó ngập hết lưng lưng cái bờ bãi. Những bãi dâu tằm bị ngập nước thì những con vật sống ở đấy nó cũng bị ngập, cho nên chúng nó tìm cách trèo hết lên trên cành cây cao. Dân làng em thường trèo thuyền ra. Nhiều nhất những thứ ở đây bắt được là dế mèn, tiếp theo là rắn và còn cả đủ thứ cầy hoang chim chóc. Mỗi năm nước lên là cả vùng có đặc sản dế mèn rất là ngon. Khi nào các bác có dịp về quê em chơi vào cái mùa tháng 7 tháng 8 âm, nhất định sẽ được thử món dế mèn rang lá chanh, đảm bảo là không say không về. Quay trở lại với câu chuyện, bọn em đi thẳng về nhà mà đằng sau thì vẫn là những tiếng làm việc, những tiếng nói chuyện nhỏ to đầy lo âu. Về đến nơi thì thấy mẹ đang ngồi đợi cơm. Anh trai em đợt đó thì đã đi học đại học ở dưới thành phố. Bố thì làm trong quân đội, đóng ở tận sân bay kép Lạng Giang, cho nên cũng ít khi về nhà. Em chạy vào khoe với mẹ. Mẹ ơi, nước lên rồi kìa. Nước lên thì có gì mà mừng con? Em chừng hửng, cũng chẳng biết là mình vui vì chuyện gì. Có lẽ khi ấy em đang nghĩ tới mấy cái thú vị khi nước lên. Hai mẹ con mới ngồi ăn cơm, ánh mắt mẹ đầy lo lắng nhìn ra triền đề, vẻ mặt suy tư. Có lẽ mẹ đang nghĩ tới một điều gì đó. Hồi ấy thì thú thực là em cũng còn bé, chuyện nước lên năm nào cũng xảy ra, tuy nhiên năm đó lại là một năm nó đặc biệt. Đây là làng em nhiều đoạn chưa đắp xong, mặc dù bước vào mùa mưa bão, chính quyền địa phương đã lường trước, cho gia cố đê điều trước rồi. Tuy nhiên tiến độ thì không kịp, còn đê vá chằng vá chịt. Em ngồi ăn cơm với mẹ, mưa cứ rơi rào rào lộp bộp. Mẹ hỏi em vài chuyện về buổi khai giảng. Ăn cơm xong thì lại đội nón bê mâm xuống dưới bờ giếng khơi. Suốt cả ngày mưa càng lúc càng to. Đêm đó em ngồi ở trong nhà, đúng 9 giờ nghe thấy phát loa thì vọng trong tiếng mưa có tiếng của ông trưởng thôn nói: Alo alo alo, tôi là trưởng thôn Ninh Hội nhá. Hiện nay mực nước sông đang lên cao, các gia đình chú ý khi có thông báo của địa phương lập tức di rời chuyển đến nơi an toàn nhất. Dân quân bộ đội đã về hỗ trợ chắn lũ rồi. Các nhà có thanh niên trên 16 tuổi đúng 30 phút nữa tập trung ở đình làng để hỗ trợ địa phương. Alo alo. Mẹ em đứng nhìn ra cửa thở dài thườn thượt. Quả này có lẽ là căng rồi, cho nên bộ đội mới phải về và huy động cả con em địa phương ra hỗ trợ. Em thì bé cho nên không phải ra. Mẹ âu lo quay vào thắp hương, chẳng biết xin gì. Thế nhưng càng lúc vẻ mặt của mẹ càng lo sợ, xanh lắm. Em tắt đèn học mới nói: Mẹ, mẹ sợ gì đấy ạ? Mẹ gật đầu. Mọi lần nếu em hỏi chuyện gì khó khăn, mẹ đều lắc đầu. Thế nhưng đây là lần đầu tiên mẹ gật, khiến cho em thoáng vẻ ngạc nhiên. Mẹ bảo là mẹ lo cho em, lo cho mẹ và lo cho con lợn con trâu, cả đàn gà hàng chục con mới nuôi. Bây giờ mà đê vỡ, nước tràn vào, chỉ sợ là chạy cũng chẳng kịp đâu. Mẹ em đưa tay khấn vái, tấm di ảnh ông bà nội ngồi trên bàn thờ, nhìn hai mẹ con ánh mắt thoáng buồn. Và trên mái thi thoảng lại rớt xuống vài giọt xanh, cứ lách tách mà rơi. Hai mẹ con em chẳng ai nói thêm gì, mỗi người về một giường ở hai bên hông. Em nằm đắp chăn mà gió rít qua khe cửa nghe to và rõ, tiếng đập đá, kè đá vẫn vang lên không ngớt. Em nhớ là nằm đâu đó được một lúc, thì chỉ được độ một giờ sau, có tiếng loa của ông trưởng thôn lại tiếp tục phát lên e e, lần này thì dồn dập. Alo alo, nhân dân thôn Ninh Hội chú ý chú ý, chú ý, sơ tán khẩn cấp, sơ tán khẩn cấp. Mẹ em bật dậy, em còn đang mơ màng chưa kịp định hình thì chỉ nghe thấy ngoài xa có tiếng lắc rắc như tiếng cành cây gãy. Tiếp theo đó là tiếng sạt lở rất là to, xen lẫn vào trong tiếng mưa là tiếng người ta la hét. Mẹ kêu ầm ĩ chạy thẳng sang bên này, kéo tay em dậy, làm cho em bàng hoàng tột độ. Dậy, chạy, vỡ đê rồi con. Vỡ đê rồi. Câu nói của mẹ khiến cho em hoảng hốt thực sự. Và cho đến bây giờ khi nhớ lại thì giọng nói của mẹ khi ấy vẫn còn vang lên như in ở trong đầu vậy. Em nhớ là hoảng tới nỗi vùng dậy lúng quính hết cả tay chân. Cái điều đầu tiên em làm chính là lao tới chỗ bàn học ọp ẹp, vờ lấy đống sách vở chẳng biết vì sao làm như thế. Mặc dù là hồi đó em học dốt lắm mà. Mẹ kéo em lại rồi mau chóng chạy vào trong buồng, lục lọi lôi ra hòm nhôm đựng tiền. Giữ cho mẹ cái này. Em lúc này không biết phải làm sao, răng môi va vào nhau lập cập khi nghe thấy những tiếng gọi ầm ĩ, những tiếng bước chân vội vã và cả tiếng chó sủa, tiếng trâu bò giống, lợn kêu cứ loạn cả lên. Em ôm cái hòm tiền bé tẹo cho mẹ, trông thấy mẹ trèo lên hạ cả ba bát hương. Hai tấm di ảnh của ông bà nội cũng được mẹ hạ xuống, rồi nhanh tay gói ghém cho hết vào một cái bao bố. Mẹ em mới nói: Nhanh nhanh, chạy ra đường con, nhanh. Thế là thực sự vỡ đề rồi. Em đưa hòm tiền cho mẹ rồi vác cái bao đựng ảnh ông bà nội cùng ba bát hương vắt ra sau lưng. Có lẽ đây là những thứ quý nhất trong nhà, cho nên mẹ chỉ có thể mang được theo những thứ ấy, còn đâu bỏ lại hết.
Nhà em hồi ấy có nuôi một con chó, hai con bò, một đàn gà và đôi lợn ét. Em chạy xuống bếp tháo xích cho con Mick, thì lúc này nó cũng như biết chuyện, sủa lên lồng lộn. Con Mick cũng hoảng sợ sủa loạn, tiếng nước chảy nghe như tiếng sạt lở to dần. Rồi em cũng chỉ kịp cứu con Mick thôi, thì những dòng nước đầu tiên đã tràn tới cổng nhà em rồi. Mẹ ứa nước mắt vội tới nỗi không dám chạy vào chuồng bò ở chỗ vườn sau. Bây giờ có lẽ là tính mạng là trên hết, để vỡ nước lên, nhanh lắm nếu chỉ chậm trễ vài phút thôi, có khi là nước sẽ ngập lên tới tận đỉnh đầu. Hai mẹ con vớ lấy cái xe đạp, đèo nhau, lôi theo con chó phi ra ngoài đường. Ôi, lạng nước ơi, chạy mau, vỡ đê rồi, ôi dồi ôi. Những tiếng la hét thất thanh cứ rúng động cả làng, ánh đèn điện từ những ngôi nhà tắt phụt không rõ lý do. Nhưng mà bây giờ trên đường làng là rất nhiều người cũng đang lao ra. Tội nhất là nhà chú Quang cô Nguyệt ở ngay cạnh nhà em. Cô chú ấy thì ba đứa con bé, đẻ san sát nhau, đứa lớn mới lên lớp 6. Cô chú dắt díu chúng nó, thậm chí đứa bé nhất được bố bế thì quần còn chưa kịp cả mặc vào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá kinh hoàng. Cháy, cháy! Những tiếng trần, tiếng xe máy càng lúc càng thêm dồn dập. Từ phía ngoài đê vang lên tiếp tục là một tiếng lở sạt. Tiếng lở sạt rất là to, nghe như là tiếng sấm. Có lẽ đê đã vỡ rồi. Có tiếng nước chảy ầm ầm như thác đổ đã ở ngay phía đằng sau lưng bám theo sát nút. Bắt đầu là những tiếng la hét. Em thấy nước chảy dí rách ngoảnh lại, thấy nước đã ùa vào trong cổng của nhà bà Toan ở ngay gần nhà em. Bà Toan sống có một mình. Lúc đó thì cũng chẳng kịp quay lại xem bà đâu nữa, chỉ biết chạy và chạy mà thôi. Làng em thì nhà nào nhà nấy đất bé tí và san sát nhau. Chẳng hiểu ngày xưa các cụ kiểu gì không cho quấy đất cho thật rộng ra như những ngôi làng khác. Mà làng đất thì chật mà người thì đông. Em đèo mẹ ngồi sau ôm cái bao tải đựng hòm tiền và mấy bát hương, mặt xanh như tàu lá rồi. Đôi bàn chân run lên bần bật, chỉ còn biết cắm đồng mà theo mẹ xuyên qua con đường làng hướng về ngọn núi Y Sơn, cách làng một con đường liên xã thẳng tắp nối qua tận 5-6 thôn. Tả qua cho các bác về ngọn núi này ở quê em. Đó là ngọn núi duy nhất trong bán kính mấy chục cây số nổi lên giữa một vùng bằng phẳng. Nơi đây thờ Y Sơn linh tích đại vương Hùng Linh Công, người đã có tích cùng với thánh gióng đánh giặc Ân. Tả sơ qua thì là như thế. Trên con đường liên xã như ánh đèn xe máy, tiếng người kêu khóc ầm ĩ. Các bác đừng thắc mắc là vì sao không chạy trước hay là lấy xe máy mà đi. Bởi vì nhà có mỗi con xe Simpson ghẻ thì bố em dùng để lên đơn vị mất rồi, và tình huống thì lại quá bất ngờ. Em chỉ nhớ rằng mình đèo mẹ mà đạp thục mạng, chẳng biết trời đất là gì, bởi vì khi đó chỉ biết chạy mà thôi. Lúc mà đi được tới núi Y Sơn thì cả một vùng sau lưng đã là biển nước mênh mông. Con Mick trong lúc hỗn loạn đã bị tuột dây chạy mất. Tất cả chìm trong nỗi sợ hãi tối tăm và mịt mờ. Hai mẹ con cùng với mọi người dắt díu nhau lội qua một đoạn ruộng rồi treo lên lưng chừng. Cơn mưa lớn hòa cùng những giọt mồ hôi, những tiếng khóc ai oán, có lẽ cả mấy xã đều bị nước tràn vào hết. Cho nên khi đến Y Sơn thì người cứ đông kìn kìn, ai nấy nhìn về làng mình mà khóc. Trên núi chẳng có lấy nổi một cái lán chè. Từ đây không nhìn được đến làng em. Thế nhưng nước lên thế này thì chắc chắn là làng em ngập hết rồi, bởi vì làng ở gần sông nhất. Đêm đó thực sự là một đêm đáng nhớ. Thế nhưng mà câu chuyện về trận lũ này mới chỉ là sự bắt đầu, và nó cứ ám ảnh em cho đến tận bây giờ. Cháp 2, câu chuyện số 1, bà Toàn. Mọi người bắt đầu nói chuyện, kêu khóc ồn ào. Cái cảnh giữa đêm mưa gió tối tăm, nước thì mênh mông, làm cho ai cũng hoảng loạn ráo rác tìm kiếm những người thân thích xem có kịp chạy lên núi hay không, hay là kẹt ở lại rồi. Nhà em thì có vài nhà chú bác là họ hàng gần. May mắn làm sao, một lúc sau khi tìm kiếm, mọi người đều đã có mặt đủ, khiến cho em và mẹ cũng phần nào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà có rất nhiều nhà không may mắn được như thế. Những tiếng gọi mẹ ơi, con ơi, anh ơi cứ thảm thiết vang lên, khiến cho không khí hoảng loạn và nặng nề u uất. Người đi lên đây cũng chẳng ai mang được theo cái gì để mà che. Những tán cây trên đồi tạo thành mái che, và lúc lúc lại có những cành gãy cây đổ cứ lắc rắc ầm ầm, rợn đến vô cùng. Co ro cho đến tận khi trời sáng thì mưa vẫn lớn, nhưng mà nước càng lúc càng lên cao. Một vài chiếc xuồng của bên cứu hộ đi tới, nhưng mà tạm thời chẳng thể di chuyển được người dân đi đâu, bởi vì chỗ nào thì cũng ngập hết rồi. Họ chuyển lên những thùng mì tôm, bịch lương khô và cả những thùng nước lọc nữa. Em và mẹ cùng tất cả mọi người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đến 4 ngày sau. Khi mà nước rút dần thì mọi người mới có thể lục tục kéo nhau xuống núi.
Bốn ngày đó ở trên núi là một kỷ niệm đáng nhớ. Nào là muỗi, nào là rắn rết, ngay cả chỗ trú nhà xí cũng chẳng có, cho nên mọi thứ tạm bợ, ai nấy đều vô cùng đói và mệt. Trở về làng khi nước vẫn còn ngập đến đùi, thứ đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh đâu đâu cũng một màu bùn đỏ. Mọi người nhanh chóng ai về nhà nấy, chẳng còn quan tâm được chuyện gì khác nữa. Phảng phất trong không gian là đủ thứ mùi kỳ lạ, nhưng đặc biệt nhất là cái mùi thối nồng nặc. Thối, thối thật sự luôn. Hồi đó thì em chưa hiểu được nhiều chuyện, nên chưa có định hình được những cái mùi đó là mùi gì và nó phát ra từ đâu. Em và mẹ vào đến cổng, thấy bếp đã sập, nhà bị bùn đỏ phủ lem nhem. Em ngửi thấy cái mùi oi oi, thôi thối, thối lên ở góc nhà. Thì em bịt mũi mà nói với mẹ: "Mẹ ơi, cái mùi gì nó thối lắm mẹ." Mẹ nhăn mặt, có lẽ lúc này mới để ý. Có lẽ đó là bò là lợn nhà em chết, cho nên mùi mới nặng như vậy. Cho nên mẹ đi ra phía đằng sau vườn kiểm tra. Ra tới phía sau, mẹ khóc rừng rức khi thấy đàn vật nuôi, con nào con nấy trương phình cả lên. Mấy con gà thì mắc chết treo lên tận lưng bụi tre bụi dứa, cảnh tượng đến là thê thảm. Thế là tiêu tan hết rồi. Loanh quanh một lúc chẳng buồn dọn dẹp, bởi vì nước chưa rút hẳn, mà bây giờ cũng chả có tâm trạng gì, cho nên hai mẹ con kéo nhau đi lên trên nhà. Thế nhưng mà cái mùi thối vừa nãy nó lại sộc hẳn vào trong nhà. Mùi này nó gần, nó quẩn quanh và khác với cái mùi bò lợn chết ở phía đằng sau. Em bắt đầu khó hiểu khi khịt mũi đi đánh hơi. Thú thật là cái không khí xú uế vô cùng. Em cứ lần mò từ trong ra ngoài, cuối cùng cũng phát hiện ra mùi thối nó không phải là ở nhà em, mà là ở phía bên kia bức tường gạch ngăn cách với nhà bà Toan hàng xóm. Em mới chỉ tay nói: "Mẹ ơi, mùi bên nhà bà Toan, không phải nhà mình đâu." "Bà Toan?" Mẹ em lúc này mới đơ lại. Mẹ không nói gì, vội vã lội bì bõm ra cổng. Thấy cổng nhà bà Toan vẫn khóa trái và gió thì vẫn cứ thổi rìn rít. Lúc này mưa đã tạnh rồi, thế nhưng gió to và có nắng hèo mày. Mùi thối nó luẩn quẩn khiến cho người ta đau đầu nhức óc. Cổng nhà bà Toan bị lệch mất một cánh, khiến cho mẹ vừa đẩy mạnh thì nó đã đổ ập xuống. Mẹ em chi hô mọi người: "Các bác ơi, hôm trước lên núi có ai thấy bà Toan không? Thôi, thôi chết rồi." Ai nấy mới lội sang bên này. Thú thực là bây giờ ai cũng đau lòng, thế nhưng mà tình làng nghĩa xóm thì người ta lại lo hơn, lo cho những người không kịp chạy thoát. Chú Biên hàng xóm nhà em thấy thế mới nói: "Bỏ mẹ, có ai kịp để ý đến bà ấy đâu." Mẹ em là người đi vào đầu tiên. Ngôi nhà siêu vẹo của bà Toan cũng sập mất một nửa. Tối om nhưng mà cửa thì đã mở. Mọi người đều tỏ ra lo lắng, không biết bây giờ bà Toan đang ở đâu. Thế nhưng mà cánh cổng khóa trái thì khả năng là đêm hôm đó bà vẫn ở trong nhà, chứ chưa có đi ra. Những cái tiếng gọi "Bà Toan ơi, bà Toan" vang lên. Căn nhà bừa bộn, lộn xộn vương vãi, toàn là đồ đạc bị nước quấn đi. Thế nhưng mà tìm khắp cả mà chẳng thấy bóng dáng bà Toan đâu. Ai cũng thấy thối lắm rồi. Tìm kiếm được một lúc, lúc đó thì em đang đứng ở ngay cổng nhà bà, thì con bé Huyền, nó bé hơn em 2 tuổi, nó đứng ở chỗ gốc vườn nơi có cây mít và bụi cây gai, nhảy cẫng lên, chỉ tay nói ầm ầm. Em mới choáng váng: bà Toan đây này." Mọi người ào lại. Trong bụi cây gai vàng khè lộ ra một nhúm gì đó đen như là tóc. Và ở trong thì ruồi nó đang bay hàng đàn, tạo thành những cái tiếng vè vè. Một người sợ hãi lấy cành cây hất cái đống rơm rạ ra. Cái đầu của bà Toan mở trừng trừng, con mắt ngửa ra nhìn mọi người, khiến ai nấy kêu váng cả làng cả nước. Em thì tí nữa là ngất. Và xác của bà Toan bị kẹt ở giữa cây mít và cái bụi rậm sát bức tường ngăn giữa hai nhà. Có lẽ là bà đã cố gắng trèo lên nhưng mà không thoát ra được, cho nên mắc kẹt lại ở đây. Mẹ em hoảng loạn và xác bà Toan thì thảm vô cùng. "Thôi chết rồi, bà Toan chết rồi." Da rẻ bà Toan trắng bục cả lại. Các bác cứ tưởng tượng mà xem. Em xin lỗi nói hơi tục, chứ da con lợn nó chết hay con chuột chết trương như thế nào thì đây còn kinh khủng hơn nữa. Trắng trắng và lẫn tím đen. Từ trong đôi mắt bà Toan là đầy những ruồi bọ, ròi đang bù vào nhung nhúc vậy. Em không hiểu làm sao mà cái bọn ruồi nó đẻ nhanh và trứng nở nhanh đến như thế. Mắt bà Toan vẫn mở nhưng đã bị ruồi bầu đen kìn kịt.
Nhiều người ôm mồm nôn ọe, những người chịu được thì cũng bịt mồm. Thương bà quá mà khóc nước mắt chảy dài rưng rức. Kẻ xác chết gặp nắng cũng đã sình lên. Kẻ áo hoa của bà bị da thịt nứt gằng đét, và cái mồm thì nghiến vào, lộ ra hàm răng cánh kiến đen sì. Bà Toan được mọi người lôi ra bên ngoài. Cái cảnh bà hàng xóm nhà mình bế ẵm mình từ bé chết một cách thê thảm như thế làm cho em thật sự sốc và choáng váng. Lúc đó em không biết được chuyện gì nữa, đứng nép vào một góc. Xác của bà Toan được mọi người bê khênh lên chiếc bàn uống nước, đặt kê lên giường gỗ. Cái xác đã cứng và trường lên, mái tóc bết xõa của bà ám ảnh em đến tận bây giờ. Cơ mà mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Hai hôm sau đó, bà Toan hiện về. Cháp bà. Hai hôm sau đó, bà Toan hiện về. Lúc viết câu chuyện này thì em mới có thể dùng từ hiện về mà thôi, chứ hồi đó thì chưa. Đêm hôm đấy nước đã rút đi gần hết. Một đêm trời trong và sáng, kèm theo không khí se se sau bão, khiến cho tiết trời rất là đẹp. Tiếng trống, tiếng nhạc đám ma vang lên đây đó ù uất. Không khí của ngôi làng điều hưu khác hẳn với cảnh đẹp trời này, khiến cho lòng người ta sao mà thấy kỳ lạ. Bà ta được mọi người chôn cất vào buổi sáng. Xác của bà phải chờ đợi thêm một ngày nữa, đắp chiếu nằm ở trong nhà để chờ nước xuống hẳn, hôm sau mới thể đem đi chôn. Mọi người lo xong phần nào công việc, họ nhau góp chút tiền để mua áo quan. Bà Toan sống một mình không chồng không con. Khi xưa nghe mẹ và mọi người kể lại thì bà cũng có chồng lấy ở làng bên, nhưng mà không hiểu vì sao ở với nhau được độ một tuần thì bà ôm quần áo về nhà mẹ đòi. Bà Toan sống một mình từ ấy. Cái hôm chôn bà Toan, cánh đồng vẫn còn sầm sấp nước, cái hình ảnh quan tài nổi lênh phềnh, phải cuốc đất be bờ rồi tát nước từ trong hố ra mới lấp lại được, nó kinh dị và khó khăn vô cùng. Em và mẹ nhận được tin 3 ngày nữa bố về cho nên rất là mừng. Bây giờ bố mới cắt được phép và căn nhà siêu vẹo vắng bóng trụ cột, chỉ mong bố về để mà giúp hai mẹ con xử lý công việc, sửa nhà và dọn dẹp mà thôi. Tối hôm đó em đứng ở ngoài hiên nhìn con nước ngấp nghé mặt sân. Ở phía bên kia bờ tường rào, nhấp nháy là mấy con đom đóm phát sáng, bay lập lòe trong đêm tối, khiến cho khung cảnh thêm phần mờ ảo. Đang đứng thần thờ nhìn đất nhìn trời thì có tiếng của con mít cất lên đầu ngõ. Em mừng rỡ tới nỗi nhảy cẫng cả lên khi thấy nó gầy nhom, bẩn lem nhem, không biết từ đâu phi vào trong cổng, nhìn em quẫy đuôi tíu tít. Em mới gọi lớn. Mẹ ơi, con mít về rồi nè. Con mít chạy bổ lên trên hiên nhà. Cái con này là chó ta nhưng mà nó cực kỳ khôn. Không biết mấy ngày qua nó lạc ở đâu, và may mắn là vẫn còn sống, tìm về được nhà trong đêm. Gặp lại người bạn thân, em ôm chầm lấy nó chẳng ngại bẩn, và nó xem chừng cũng rất là vui. Đang lúc hai tay ôm lấy cái đầu bết bùn của nó, con mít khìn khịt cái mũi, bất giác nó quay đầu sang phía bờ tường rào, sủa một cách đầy kỳ lạ. Em cũng theo phản xạ quay sang nhìn. Bức tường nham nhở nhưng mà lỗ thủng cùng rêu phủ, thế nhưng mà chẳng hề có gì cả, khiến cho em không mấy để tâm. Mẹ em vừa mới lau chùi đặt lại bát hương, thấy con mít về thì mừng ra mặt. Bởi vì con này nó như một thành viên trong gia đình vậy, ngoan và rất là trung thành. Mẹ mới nói: đấy, biết ngay mà, con này nó biết bơi cho nên thể nào nó cũng thoát được thôi. Mít 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 mít, vào đây tao cho ăn à. Lúc tối ăn cơm xong thì còn chút cơm nguội với rau chưa có đổ đi. Mẹ em dồn hết vào một tô, gọi nó vào. Thế nhưng mà kỳ lạ làm sao, nó không vào mà cứ đứng quay sang phía nhà bà Toan, hành động đầy khó hiểu. Em cũng cau mày trông sang bên đó. Con mít cào cào móng xuống dưới nền nhà, nó tiếp tục sủa một hồi rồi cụp đuôi lại chạy vào bên trong. Hai mẹ con bất giác nhìn nhau. Em thì không dám nói gì, thế nhưng chồng mẹ thì hoang mang thực sự. Mẹ em mới nói khẽ: vào nhà đi con. Em không dám nhìn sang bên ấy nữa mà đi thẳng vào. Thu thực là em không biết đang sợ cái gì, thế nhưng mà lúc đó em thấy lạnh hết cả người. Con mít ăn xong chút cơm lại đứng ngoài hiên nhà. Suốt cả đêm nó cứ ư ử, lúc thì sủa, khi thì gầm gừ. Đặc biệt là nó cứ ngoái đầu nhìn sang bên nhà bà Toan, như là canh chừng một thứ gì đó vậy. Điện mất cho nên cả làng đi ngủ sớm, chỉ có ánh đèn dầu được thắp đặt ở trên bàn thờ, khiến cho không gian càng về đêm lại càng lạnh lẽo và tịch mịch. Chẳng nhớ khi ấy là mấy giờ, nhưng mà em nằm thì không ngủ được. Cái mùi bùn, mùi ẩm thấp ướt át của giường chiếu, mặc dù đã trải cái bạt mưa để nằm đè lên, thế nhưng mà nó cứ sột soạt và thấy khó chịu, nằm lật dọc lật ngang mãi. Thức nên nửa đêm em buồn rải quá, mở cửa đi ra ngoài hiên.
hơi giật mình khi vừa mở cửa ra, thấy con Mích nó cũng chưa ngủ mà đang ngồi quay mặt vào nhà, ngẩng đầu nhìn em không chớp mắt. Nó chạy vụt vào bên trong, chui vào gầm giường cứ kêu y ỉ mãi. Em nhíu mày không hiểu chuyện gì. Mọi lần con này nó vẫn ngủ ở hiên, chứ tuyệt nhiên là không có dám ở trong nhà nằm đâu. Đang định mặc kệ nó để đi vòng ra vườn sau, bỗng dưng em nghe thấy có tiếng động gì đó, nghe như là tiếng cây rung loạt xoạt. Gió tự nhiên thổi mạnh và cánh cửa sổ bên nhà bà Toan, cách ngay bức tường em đang đứng, thì bị gió đẩy vang đánh cộp một cái. Em lạnh cứng, thề em tí nữa đái mẹ ra quần. Hốt hoảng nhìn khắp xung quanh rồi đứng như chết lặng khi thấy cây mít bên nhà bà Toan, cái chỗ bụi rậm gai, cành lá như là có ai đang rung. Những tán cây rung rất là mạnh, nó rung hệt như có người dùng tay bấu vào rung, chứ không phải là kiểu gió thổi đâu. Mấy quả mít trong bóng đêm nhìn không rõ, thấp thoáng sau tán cây. Thế nhưng mà em để ý có một quả nó tròn, tròn như là một quả bóng, đen đen, và nó thì cũng đang lay động. Em mới ngây dại. Cái gì vậy nhỉ? Em chỉ kịp nói lên câu ấy thì bụi cây gai rung càng thêm mạnh, còn chó Mích ở trong nhà hú ầm lên. Thì trong cái khoảnh khắc em nhận ra, cái thứ tròn tròn kia không phải là mít, mà dường như là một cái đầu người và đang nhìn em. Em kinh hãi mới rú lên. Mẹ ơi, bà Toan mẹ ơi. Em phi ngược vào bên trong, thấy mẹ bật dậy cũng sợ hãi, còn Mích thì hú như chó sói. Thế nhưng mà nhìn lại thì em lại sững sờ khi không thấy quả mít tròn ở chỗ mép tường đó đâu nữa cả. Mẹ em bịt mồm lại. Này, nói vớ vẩn cái gì đấy? Em run lên bần bật, chỉ tay nói với mẹ. Cái quả mít tròn em nhìn thấy dường như là đầu của bà Toan đang nhìn chằm chằm em, khiến cho mẹ khép phía. Thế nhưng mẹ vẫn bảo là em nói lung tung. Em khua chân múa tay, lúc này hiện lên trong đầu là hình ảnh bà Toan. Thế nhưng mẹ một mực nói là em tưởng tượng ra thôi, dẫn em đi đái, mà thi thoảng mẹ lại liếc ra phía đằng sau, ánh mắt cũng đầy sợ hãi. Đêm đó là đêm thứ nhất, có lẽ em đã biết ma là như thế nào đấy các bác ạ. Lần thứ hai thì em có thể khẳng định là bà Toan hiện về thật, không siêu thoát được. Đó chính là cái đêm đầu tiên mà bố em từ đơn vị trở về nhà. Lần này thì bố em gặp. Bố em trở về trong một buổi chiều tan. Vừa đến cổng trông thấy hai mẹ con mình yên vô sự, bố chẳng nói được gì nữa mà chỉ biết mỉm cười thôi. Có lẽ nhìn em và mẹ lành lặn, ngôi nhà không bị sập, bố cũng đỡ âu lo. Lợn chết, bò chết, của cải mất thì làm lại được, chứ người chết thì coi như là mất hết. Bố em mẹ lập tức cất đồ không cần nghỉ ngơi, rồi trèo lên trên mái chỉnh lại ngói xô ngói vỡ. Bữa cơm của bố ở nhà ngon đến lạ, và đợt đó thì phải mấy tháng bố em mới có thể về được vài ngày, cho nên thời gian bố về quý giá vô cùng. Đêm ấy sau khi dọn dẹp, bố đi sang nhà hàng xóm hóng chuyện. Lúc hơn 11 giờ đêm, bố mới quay trở lại thì vừa về đến cổng, bố em lảo đảo ngã phịch cả xuống, khiến cho con Mích đang nằm lại sủa lên chu chéo. Hai mẹ con chạy ra thấy bố mặt mũi xám ngoét, đỡ bố vào trong nhà hỏi là có chuyện gì xảy ra hay sao, trúng gió hay bị làm sao, thì bố mới run rẩy. Phải mấy phút sau bố em mới có thể định thần, cầm chén nước chè, chỉ tay vừa uống mà vừa nước rớt sang hai bên mép đó. Tôi thấy bà Toan trèo lên trên cây mít đấy. Trông bà ấy bẩn lắm, bà ấy vẫy tôi bảo là cứu với, chứ nước lên nhanh quá bà không chạy được. Bố em nói được câu đó xong thì ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại thở hồng hộc. Hai mẹ con chỉ biết sợ sệt nhìn nhau. Thế nhưng mà hỏi thêm thì bố không có kể gì nữa. Có lẽ là bố sợ mẹ con em hoang mang. Mãi sau này khi mọi chuyện dần trôi qua, có một hôm em hỏi bố mới kể ra là cái đêm đó bố về cũng thấy bụi cây gai giáp ranh giữa hai nhà, nó rung rất là mạnh, có bóng người lấp ló. Bố tưởng là trộm nhìn sang thì thấy cái đầu bà Toan thò lên, trông cứ như là quả mít, nhìn bố bằng đôi mắt đen xì xì. Bà Toan nói bằng giọng thều thào: Quý ơi, cứu cô với, nước lên nhanh quá, cô chạy không được, quý ơi. Và đó cũng là câu chuyện đầu tiên mà em gặp với chính hồn ma của bà hàng xóm nhà mình. Bố em ở nhà được thêm 4 ngày nữa thì cũng phải đi lên đơn vị công tác. Nhà chỉ còn là hai mẹ con, và anh của em thì đợt đó đang bận thi.
những tưởng cái sự ma mị kinh dị nó cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Thế nhưng chỉ mấy hôm sau, khi mà em tạm thời quên bà Toan đi, thì ở trong làng, ở xung quanh em xảy ra hàng loạt những điều vô cùng đáng sợ. Lần này là với những cái xác chết. Cháp 4. Nói về những cái xác chết trôi, có lẽ anh em sống ở vùng sông nước cũng không lạ lẫm. Sau khi bố em lên đơn vị thì nhà lại chỉ còn có hai mẹ con. Khi ấy nước trong làng đã rút hết đi rồi. Lũ về khiến cho làng thiệt hại nặng nề, nhưng mà nặng nề nhất chính là nhân khẩu của làng đã mất đi hơn 10 người thiệt mạng do lũ. Năm ấy cũng là cái năm mà chết nhiều nhất. Bãi bồi trồng dâu thì vẫn ngập bởi vì bãi nằm ở phía ngoài đê. Công việc chính của làng là nghề nuôi tằm cũng bị gián đoạn, và do dâu trồng ở bãi thì ngập chết hết, cho nên lứa tằm này nhà nào nhà nấy cũng đi tòng cả. Em nhớ cái hôm đó là một ngày nắng, em cùng với mấy anh em trong xóm rủ nhau ngồi thuyền đi xuống bãi bồi để mà bắt dế mèn, vì lúc này chính là lúc hợp lý nhất để đi khai thác những sản vật mùa lũ như em đã kể. Em cùng với thằng Dũng, thằng Hoan và một anh lớn nữa tên là anh Sơn, mấy anh em ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trèo ra. Bãi bồi rất là rộng, tuy rằng nước vẫn ngập ở đây, thế nhưng vì là nơi chôn rau cắt rốn nên bọn em biết đâu là bãi, đâu là lòng sông, nước vẫn đang chảy dữ. Em cùng với mấy thằng trèo lên chiếc thuyền gỗ nhỏ tí. Ở làng thì gần như nhà ai cũng có thuyền neo sẵn ở bãi bồi như thế, và thấp thoáng phía xa xa cũng có vài thuyền đang trèo đi lang thang, có lẽ mục đích cũng giống nhau thôi. Mỗi lần mà trèo thuyền ra bãi bồi như thế này đều là những kỷ niệm đáng nhớ. Bốn anh em mỗi thằng mang theo một cái túi bóng, thằng thì bao tải to, bởi vì không chỉ bắt dế, bắt chảo chuộc, rắn rết đâu mà còn cả đi lấy củi nữa. Những khúc củi khô, gỗ ướt từ thượng nguồn mắc lại cũng nhiều. Em nhớ có lần ông Toàn ở gần nhà còn xí được cả một cây lim xanh giá mấy chục triệu bạc. Lần ấy ông ấy trúng mánh đậm. Đang ngồi thong dong trên thuyền luồn lách qua những ngọn dâu tằm bị nước ngập, em loáng thoáng nghe thấy có tiếng ì oạp gì đó cất lên chỗ bụi dứa dại, lúc này cũng đã ngập cao hơn đỉnh đầu. Em mới hơi dừng lại. Ủa, chúng mày nghe thấy gì không kìa? Tiếng động làm cho mấy thằng kia cũng chú ý. Ở chỗ bụi dứa hơi rung rung lên như kiểu là có cá mắc vào, và con cá này xem chừng khá là to. Anh Sơn treo cho thuyền tiến lại, cái tiếng loạp xoạp này nó rung theo từng nhịp, và ở phía bên dưới thì còn có cả những luồng quẫy nước, đích thị là có cá đang lờn vờn quanh đây. Đang hí hửng xem không biết là có trúng mánh trúng quả gì hay không, thằng Hoan nhanh nhẩu thả quây lưới. Bỗng em thấy lấp ló có cái gì đó như miếng vải màu trắng trắng, cả một cái gì đó đen, và càng đến gần thì chợt ngửi thấy có mùi gì đó lạ lắm. Em vội ngăn thằng Dũng đang định cầm cái xào chọc vào trong đó. Ê, từ từ mày. Thằng Dũng chọc vào bụi dứa đánh sộp. Nó quay sang nhìn em, vẻ mặt khác lạ, rồi bất giác từ bên trong bụi dứa xộc ra một cái mùi thối kinh khủng khiếp. Kinh quá. Cả bọn gai ốc nổi dựng. Từ đầu cây xào được thằng Dũng kéo ra là một thứ nước gì đó nhờ nhờ có màu hồng và đang chảy rớt ra rất kinh. Phía dưới mặt nước là cá, thấy động quẫy đuôi ráo rác bơi đi. Chúng nó phì vào tấm lưới quây mà thằng Hoan vừa thả xuống, nhùng nhúc, làm cho thằng Hoan vừa mừng vừa hoang mang. Thằng Dũng mới ngó ngó. Chết mẹ rồi. Anh Sơn giật mình hô lên hoảng loạn. Chẳng thằng nào nói được câu gì, thế nhưng thằng nào thằng nấy tim đập chân run, vì dường như đang cùng liên tưởng đến một thứ rất là kinh. Khi mùi thối nhanh chóng phả ra khắp nơi, anh Sơn vội vàng vớ lấy chiếc xảo khác. Anh ngồi gạt gạt cái bụi lá dứa ra thật rộng, thì tất cả phải bùn rùn chân tay khi thấy thứ đang lộ ra ngày trước mà. Thằng Dũng răng cắn vào nhau lạch cạch. Chết tao rồi. Đó là một cái xác chết các bác ạ. Không ngoài dự đoán và sự lo lắng của mấy anh em, thì cái thứ đang quẫy quẫy trong bụi dứa mà thằng Dũng vừa chọc vào kia chính là một cái xác chết trôi. Không biết là nam hay nữ, nhưng sau khi anh Sơn gạt rộng ra thì thấy nguyên mảng lưng, còn đang mặc cái áo cộc đông xuân màu trắng, mông vào đầu thì cắm úp xuống. Có lẽ đây là một người đàn ông chứ không phải là đàn bà. Thằng Hoan sợ đến nỗi bỏ lưới vớ lấy cái mai chèo mà quẫy cuống cuồng. Anh Sơn chửi ầm lên bởi vì sợ ngã, và từ cái hông căng đét toàn hơi của xác kia đã bị thủng ra một lỗ rất sâu. Thằng Dũng mặt mày tái xanh. Tao không có cố ý nha. Anh Sơn bắc loa tay lên mồm gọi mấy thầy thuyền bên kia mà chu chéo. Có lẽ là xác này từ trên thượng nguyên giạt về và nó đã chết cả tuần nay, sình lên phình to, trông rất là kinh dị.
chỉ là bị khuất trong bụi dứa dại khổng lồ cho nên mới không nhìn rõ được mà thôi. Ở khúc sông làng em có cả một bãi chuyên chôn xác chết trôi. Những cái xác không giấy tờ kèm theo, không thừa nhận, nếu may mắn dạt vào bờ, được người ta mai táng tạm bợ, còn không thì sẽ lại bị đẩy trôi ra còn nước. Nếu mà gặp những nhà làm nghề chài lưới, nói đến đây chắc là các bác cũng khó hiểu. Ở trong làng này cũng tranh cãi về vấn đề này, đó là việc vớt hay là không vớt những người xấu số ấy. Chết trôi là một cái chết thê thảm vô cùng. Những nhà làm nghề thuyền chài cực kỳ kiêng việc vớt xác chết trôi. Theo quan niệm thì đấy là cơm của Hà Bá. Việc vớt xác lên đem chôn chính là cướp cơm, cho nên tuyệt nhiên họ không dám đụng vào, bởi vì sẽ phải nhận những hậu quả về sau. Có người thì bảo nếu vớt lên thì sẽ không đánh bắt được mà phải bỏ nghề, bởi vì Hà Bá không độ cho. Có người lại bảo là vớt lên nặng hơn sẽ phải thay thế cho cái xác đó làm mồi cho Hà Bá, cho nên họ không có dám vớt và thường sẽ lờ đi chỗ khác hoặc là đẩy cho trôi tiếp. Thế nhưng mà cũng có những gia đình như nhà em, không làm nghề chài lưới thì lại quan niệm khác. Gặp xác chết trôi chẳng nỡ nào bỏ đi để họ như vậy, mà sẽ kéo vào bờ làm phúc, chôn cất cho cẩn thận. Nói là vậy thôi, nhưng mà đã là người sông nước thì ai cũng lo sợ. Người ta bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cho nên không tự nhiên mà dân sông nước kiêng vớt xác chết trôi. Trong làng chỉ có ông Tuần là người vẫn thường hay nhúng tay vào những việc này. Ông Tuần sống ở một cái lán trên bờ đê quanh năm mưa gió. Ông có nhà trong làng đấy, thế nhưng dù vợ con có bảo ông về được mấy ngày thì ông lại bỏ ra ngoài này để mà ở một mình. Mấy thuyền kia nghe thấy có xác chết trôi làng vàng tới, nhưng mà vội bỏ đi để gọi ông Tuần. Thằng Dũng thì sợ quá, đi không dám đi, ở cũng chả dám ở, cứ vái sống vì sợ người kia sẽ trách phạt nó và rồi ám theo. Cái xác sau một lúc bị chọc thủng, ruồi ở bên trên, cá ở bên dưới bắt đầu đánh hơi thấy nhiều hơn. Từ bên trong cái lỗ thủng sau hông, nước đỏ nước vàng chảy ra thối hoác và nó đang từ từ chìm xuống. Có lẽ là trương lên, bị chọc vỡ bây giờ thoát khí. Hai cái cẳng tay cẳng chân, ông ta khều khều ra như con ếch. Cái cẳng chân trái có lẽ sắp rụng ra rồi, cho nên gặp nước bị nước đẩy, nó cứ đàm đạp, hệt như người đang bơi vậy. Có tiếng của ông Tuần trên bờ mới nói vọng. Đàn ông hay đàn bà đấy? Đàn, hình như đàn ông ạ. Anh Sơn mới nói to. Ông Tuần lật đật chèo thuyền đi ra, thì trên mũi thuyền của ông bây giờ là một bó hương nghi ngút khói. Trong cảnh người đàn ông chèo thuyền hương cháy trắng xóa, nó rất là liêu trai. Ông Tuần còn mang theo một cái bạt mưa lớn trải sẵn, để làm gì chắc là ai cũng biết rồi, và từ từ tiếp cận. Có lẽ các bác đang nghĩ sao không gọi chính quyền đến mà lại gọi ông Tuần, bởi vì những vụ này thường là vô thừa nhận. Bên chính quyền họ cũng rất là tránh cái việc vớt xác, cho nên có báo thì nhiều khi họ cũng kệ. Lúc xuống đến nơi, họ lại nhờ tới ông Tuần kéo hộ, cho ông mấy trăm bạc, rồi cũng nhờ ông mang đi chôn, chứ chẳng ai dám nhúng tay. Làm thủ tục hồ sơ thì lại liên quan đến việc truy tìm, đăng tin. Đã thế hồi ấy, các hành chính xã họ cầu thả và quan liêu, cho nên công việc vớt xác gần như là ngầm dành cho chính ông Tuần vậy. Ông Tuần tới nhìn thì khẳng định đây là đàn ông rồi. Chồng mấy thằng đang co cụm vào nhau, ông quát cho mấy câu, bảo đứng giữ thuyền cho ông, để ông lặn xuống kéo người ta lên. Chồng ông Tuần không có chút sợ hãi, thế nhưng mà thằng nào cũng run. Nào có mấy khi trông đến cảnh vớt xác chết trôi bao giờ đâu. Đã thế lại còn gần như thế này thì cái độ khủng khiếp nó lại tăng lên gấp bội. Ông Tuần vừa ngụp xuống đã ngó đầu lên chửi loạn. Tiền sử bố mấy cái thằng mày, ở dưới có quây lưới sao không bảo tao, định bẫy tao mắc chết đấy à? Thằng Hoàn gãi gãi đầu, vừa nãy sợ quá bỏ cả quây, bây giờ mới nhớ, nào ngờ đâu cái quây đã mắc đầy cả cá, nhung nhúc ánh bạc trông đến là hàm. Ông Tuần đưa cho anh Sơn một đầu kéo lên, không biết bao nhiêu là cá rô phi, cá chê, cá chép. Thế nhưng mà nhiều nhất là cá ngạnh to, phải cỡ cổ tay của người lớn. Hồi ấy ở sông làng em cá ngạnh còn nhiều, đứa nào cũng sướng. Thế nhưng mà ông Tuần nói một câu, khiến cho cả bốn đằng chưng hửng. Mang vứt xa đi, chúng nó ăn xác rồi đấy. Em mới chợt cảm thấy lợm giọng, cái lũ cá ngạnh cá chê là cái lũ ăn tạp nhiều nhất. Tuy rằng thịt chúng rất là ngon, thế nhưng nổi tiếng là lũ dọn xác chết dưới sông, giống như loài kền kền nó ăn xác thối vậy. Xác động vật chết dưới sông chủ yếu do cá ngạnh, cá chê này ăn hết. Cũng có những giai thoại ở làng rằng từng có một ngôi mộ chôn ở đồng ngập, khi cải táng mở nắp ra, cá chê nó chui đầy cả vào. Cũng sau vụ đấy, nói đến hai loài cá này là em rén, bởi vì sau khi cái xác được ông Tuần lật lên, trông nó kinh dị vô cùng.
Đến cái đoạn này thì nó rất là khiếp, nên các bác nào đang ăn thì nhớ dừng lại, để đó ăn sau hay là xem sau đi, hoặc là chuẩn bị sẵn khăn giấy, cái không lại bảo là em chơi khăm thì đến là mệt ạ. Cháp năm. Ông Tuần buộc dây vào chân cái xác lật lại. Một cảnh tượng kinh khủng em không thể nào quên. Đó là cái xác phía trên mặt trước đã bị cá tôm rỉa đến bè bét hết cả ra. Khuôn mặt và hai mắt bị ăn đến tận xương, phần bụng và ngực thủng hai mảng lớn. Tuy nhiên cái bụng nó chưa bục hẳn, mà từ trong cái lỗ là một đoạn ruột phòi ra, lênh láng là máu lẫn mỡ. Mấy thằng ôm mồm choáng váng. Thằng Dũng thì vừa nãy dường như đã chọc bục dạ dày của người ta, và đây thì đúng là đàn ông thật. Mặt trước trắng bạch như người bạch tạng, thế nhưng mặt lưng và mông, đùi của ông ta thì đen xì, bởi vì bị nắng cháy mấy ngày trời, và mùi thối sau khi lật lên, nó bay khắp cả không gian. Ông Tuần mới định bảo anh Sơn xuống phụ ông nhấc cái xác lên chiếc thuyền con. Thế nhưng bởi vì cái xác ngâm nước lâu ngày nặng quá, bây giờ mà kéo chỉ sợ chân rụng, tay rụng mất, lúc ấy lại mang tội. Ông Tuần mới thở dài nghĩ ngợi. Sơn, mày có thuốc lá ở đây không? Cho tao điếu nào. Mùi kinh quá. Anh Sơn gật gật lấy ra bao du lịch, giúp ông châm lửa hút. Ông Tuần vừa bám ở cành dầu, vừa rít vài hơi thật sâu, và rồi bơi ngược vào, buộc một đầu dây vào cuối gòn thuyền. Ông trèo lên thuyền cái rồi. Phải kéo về thôi, giờ nhấc lên là kiểu gì chân tay cũng đứt lìa. Ông Tuần vừa rời xa, cái xác lại hơi chìm xuống, xoay vòng lật úp người trở lại. Thôi thì ông ta cứ úp mặt xuống cũng được, chứ ngửa lên như thế kia, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm cho mấy anh em bùn rùn hết cả chân tay. Thế rồi cái xác của người đàn ông đáng thương được ông Tuần treo thuyền kéo vào lúc này, đã có nhiều người trên bờ hiếu kỳ bu lại xem. Trông cái xác lập lờ nổi dập dềnh trước sóng, em ngồi thuyền sau đi theo mà chỉ sợ nhỡ đầu cái chân kia nó lìa ra thì chắc chắn cái xác sẽ chìm nghỉm, bởi khí đã bị thằng Dũng chọc xì hết cả da rồi. Bên dưới mặt nước thi thoảng lại có tăm cá bơi lội, em thấy cái đầu ông ta cứ dần giật như là phao câu thì đoán chắc là cái mặt hoặc là bụng của cái xác đang bị mấy con cá đói khát nó đuổi theo để mà rỉa nốt chỗ thịt béo ngậy thơm thò. Vào đến bên trong, ai nấy đứng hóng đều chạy giạt cả ra. Mấy anh em cũng trèo lên thuyền luôn, chẳng dám ra ngoài nữa. Rồi ông Tuần một mình lôi cái xác hẳn lên trên bờ bãi. Ông Tuần đốt chút vàng mã đứng khấn. Tôi chẳng biết ông ở đâu về, trên người cũng chẳng có giấy tờ. Tôi thì tôi cứ trốn quấn cái chiếu rồi trốn ông tạm ở đây với những người đến trước và ghi lại đặc điểm nhận dạng mà thôi. Sau này nếu có phúc người nhà tìm đến, tôi sẽ chỉ mộ cho người ta. Ông phù hộ độ trì cho tôi và dân làng đừng phá phách, vì chúng tôi giúp ông cũng là vì cái nghĩa. Mấy thằng trẻ con bọn em sợ lắm nhưng mà cũng đứng vái. Thằng xin lỗi nhiều nhất chính là thằng Dũng, bởi nó đã vô tình chọc thùng bụng người ta, cho nên cứ đứng chần chừ mãi không về, vái như là tế xào. Xác của người đàn ông vô thừa nhận được chôn luôn trên cánh đồng mà ở sát chân đê. Cánh đồng mà này cũng chính là nơi an nghỉ của mấy chục cái xác được ông Tuần và người ta quy tập khắp dọc khúc sông, có ghi đặc điểm nhận dạng và vẫn đang chờ để được người thân đến đón. Chôn cất người đàn ông kia xong, quả nhiên theo dự báo thì bên xã cũng chỉ xuống loáng quáng. Mấy ông này uống rượu thì nhanh, chứ gặp xác chết trôi thì chỉ xuống ghi lại vài ba thông tin rồi nhanh chóng rời đi. Thực sự là họ chẳng có muốn dây dưa. Cái nắng như thiêu như đốt của buổi trưa khiến cho mọi người nhanh chóng tản ra. Em về nhà mà mẹ cấm tuyệt, từ nay khi nước còn chưa rút hết, tuyệt đối không được lảng vảng ra sông nữa. Và sau cái vụ đó thì em cũng tởn. Ông Tuần thì vẫn sống ở ngôi nhà tranh ven đê. Những tưởng việc làm vì thiêng người, vì nghĩa của ông sẽ được người ta phù hộ cho, sẽ không động đến ông. Thế nhưng mà không. Ông Tuần chỉ tránh được những hồn ma chết nước, thế nhưng mà không thể nào tránh được một thế lực mà ai ai cũng sợ hãi. Không thể tránh được cái mà người ta vẫn kiêng kỵ. Đó chính là Hà Bá. Nói đến Hà Bá thì đó là một nỗi sợ, một sự linh thiêng hoặc là một điều gì đó bí ẩn về tâm linh muôn hình vạn trạng. Theo như em tìm hiểu, Hà Bá là một vị thần cai quản vùng sông nước trong tín ngưỡng, giống như thổ công. Chính vì vậy cho nên mới có câu đất có thổ công, sông có Hà Bá. Hà Bá thường được miêu tả là một ông già tóc bạc như tiên, tay cầm phất trần, bầu nước, vui vẻ ngồi ở trên lưng rùa. Nhưng mà cũng có nhiều nơi lại có quan niệm khác với định nghĩa trên. Theo đó thì họ coi Hà Bá là ác thần, thường đi gieo rắc tai họa cho những làng chài ven sông, nên bị mọi người vừa sợ lại vừa ghét, tương tự như với yêu quái thường luồng vậy. Em thì em không biết được Hà Bá thực sự là vị gì,
Thế nhưng mà ở khúc sông làng em trước kia từng ghi nhận có một con cá chan đen rất là to, to phải đến cả tạ, từ thời bố em còn bé tí và được người ta coi đó chính là Hà Bá. Có câu chuyện kỳ dị hơn thì Hà Bá là một con rắn có mào to bằng cái phích nước. Những cái chuyện mê tín dị đoan em không dám khẳng định, nhưng mà cái kiêng về vụ vớt xác, cứu người chết đuối là cướp cơm của Hà Bá, bị Hà Bá ghi sổ đòi nợ thì em tin đó hoàn toàn là có thật. Một thời gian sau đó, khoảng hơn một tháng thì ông Tuần đổ bệnh. Một buổi sáng giống như bao ngày, em cùng với bọn thằng Dũng thằng Hoan đi bộ từ trường về trên con đê lộng gió. Thấy ông Tuần bước đi lững thững cười cười nói, rớt rãi cứ nhều cả xa, kiểu như là đã hóa điên rồi. Mấy thằng mới nán lại hỏi ông ấy bị làm sao, có cần về làng gọi vợ con lên đón không. Thì ông nhìn bọn em bằng ánh mắt xa xăm. Ông Tuần không nói, không gì hết. Ông chỉ lắc lắc rồi lại cười hành hạch đi bộ xuống dưới bãi bồi, nơi có những ngôi mộ vô thừa nhận. Đợt đó thì bọn em sợ. Ông Tuần thực ra cũng chẳng thân thích gì với thằng nào. Ông chỉ là một người bình thường trong làng, cho nên khi thấy ông bị vậy, sợ bị vạ lây và cũng chẳng quan tâm mấy, cho nên khi không thấy ông trả lời, mấy thằng lại lờ đi. Cơ mà đến đầu giờ chiều, cả làng náo loạn lên như sét đánh ngang tai. Ông Tuần đã chết. Người tập trung ở ven sông đông lắm và vợ con ông thì kêu khóc chạy dọc đường làng. Bấy giờ thì em mới biết là quả này thì họa đến thật rồi. Ông Tuần đúng là bị Hà Bá đòi nợ. Cháp 6. Nghe thấy ông Tuần gặp nạn, em nhanh chóng chạy xuống bãi bồi nghe ngóng tình hình. Người ta bu đen bu đỏ và thoang thoảng trong không khí là mùi của khói hương và cả tiếng mõ cứ lốc cà lốc cốc cất lên. Thằng Dũng, thằng Hoan, anh Sơn cũng đã có mặt ở đấy. Vợ con ông Tuần kêu gào quỳ phục cả xuống, thế nhưng mà không thấy xác của ông Tuần đâu, mà chỉ có bà Xuyến là người gần đê đang đưa tay khua khoắng. Tôi nào có biết đâu, thấy ông ấy đứng lưng chừng nước cao đến ngực kìa. Tôi gọi nhưng mà ông ấy không có quay lại nha. Lúc đầu tưởng là ông ấy định làm gì cơ. Thế nhưng mà ông ấy đi thẳng xuống, cái đầu dần chìm xuống. Tôi mới tá hỏa gọi mọi người ra ứng cứu, nhưng mà không kịp. 2 tiếng rồi, giờ này có khi trôi đi được một đoạn rồi cũng nên. Êu ơi, cứ như người mất hồn ấy nhỉ. Mất hồn rồi chứ còn gì nữa. Ông ấy cứ vứt xác chết trôi như vậy, Hà Bá không bỏ qua đâu. Nói linh tinh, làm phúc thì sợ cái điều gì. Chắc là ông Tuần say nắng cho nên mới ngã xuống nước. Đừng có ác mồm bê đặt điều cho ông ấy chứ. Những lời đồn đoán của dân làng cất lên không ngớt. Người theo phe kiêng kỵ thì khẳng định ông Tuần phải đền mạng. Thế nhưng mà những người theo phe làm phúc thì bảo có lẽ là ông gặp phải vấn đề gì đó dẫn tới gặp nạn mà thôi. Khổ nhất là vợ và các cháu của ông, cả con nữa. Hai mẹ con cứ trách nhau sao không cứng rắn bắt ông ấy về, cứ để ông ấy ở đây một mình. Bây giờ xảy ra chuyện hối cũng không kịp, làm cho không khí vừa đau lòng lại trở nên huyền náo. Ông thầy cúng tên là trưởng, người trong làng không đưa ra bình luận gì cả mà chỉ lắc đầu ngao ngán. Cái chuyện kiêng kỵ này thực ra không tin không được, bởi vì người xưa đã truyền lại như vậy rồi. Dù mục đích là như thế nào, nhưng đã là cái lệ thì tốt nhất là nên tránh nó đi. Ông trưởng làm lễ xin suốt cả buổi chiều, dân làng cũng huy động thuyền nhưng mà chẳng mò được ông Tuần đâu. Những trường hợp như thế này rất là khó tìm, có khi không tìm được, cho nên bà Phương vợ ông Tuần cũng chỉ biết kêu gào trong vô vọng đầy bất lực. Ấy ông ơi, là ông ơi, làm phúc phải tội ông ơi. Cả khúc sông của làng huyên náo từ 3 giờ chiều cho tới tận lúc tối mịt. Ông Tuần không thể nào tìm được, dù cho bà Phương có mang lễ lạt xôi gà, hình nhân đến chuộc, nhưng mà Hà Bá vẫn không để cho ông nổi lên. Độ hơn một tuần lễ sau đó, lúc này làng mới xảy ra lắm chuyện hơn nữa. Hôm đó thì người ta mới tìm thấy xác ông Tuần ở ngay chân con cầu Vát, nối sang bên Sóc Sơn, cách nơi chết chỉ có vài trăm mét thôi. Có lẽ là ông Tuần bị mắc ở đó, và tới khi mà xác ông bị cá rỉa nham nhở, Hà Bá mới tha và để cho ông nổi lên được. Nói đến cây cầu này thì cũng thật sự là lắm cái điều kỳ dị. Trước kia muốn đi qua Hà Nội, trước năm 2000 thì phải đi đò, gọi là bến đò Vát, chứ chưa có cầu thuận tiện giống như ngày nay. Từ ngày mà cầu xây xong, cũng có vài vụ tai nạn xảy ra. Chỗ đường cua đoạn chân cầu có một cái dớp, từng chết đến 5-7 mạng người ở đoạn này, và người ta phải dựng cả điếm thờ ở lưng chừng, mong là những vong hồn siêu thoát và không phá phách. Xác ông Tuần nổi lên ở ngay đoạn chân cầu, nơi dưới sâu có những tảng đá lớn.
ông Bình là người làm trái lưới trong làng, giữa đêm hốt hoảng chạy về báo tin, phát hiện ra xác của ông nổi lên, cả làng ai nấy vội chạy ra để mà hóng. Những vụ như thế này tất nhiên không thể thiếu mấy thằng em. Xác ông Tuần nổi cũng úp mặt y như người đàn ông nọ, thế nhưng bị cá ăn đến thảm hại và người ta chỉ có thể nhận diện ra ông nhờ vào bộ quần áo. Ông Tuần chết nước, không còn ai đứng ra để mà kéo xác nữa. Lần này thì mấy ông bên xã cũng đành phải tự cho thuyền xuống để đưa ông lên. Thế nhưng mà vì nghi tự tử hoặc là do gặp nạn cho nên thủ tục nhanh gọn cũng chẳng dây dưa. Ông Tuần không được đưa về nhà làm tang mà phải cúng ngay trên bờ sông. Sáng hôm sau, chiếc quan tài của ông chỉ được đặt lên xe tang kéo ngang qua nhà. Bà Phương vào thắp hương trình rồi cứ thế mà kéo thẳng ra nghĩa địa làng để chôn cất. Lúc xe tang kéo dọc bờ đê, mấy lần em nghe thấy người ta bảo cái gì mà nặng lắm, nặng lắm. Ông trưởng thầy cúng mới quăng mấy tờ tiền, ít muối gạo về phía đồng mả, nơi chôn những người được ông Tuần vớt lên, rồi bảo vài câu, khiến cho ai nấy phải rợn cả sống lưng. Thôi, để cho ông ấy đi đi. Có lẽ là những người nằm kia đến mà trả ơn ông, cũng có lẽ ông Tuần dùng rằng không muốn đi, bởi vì muốn nằm cùng ở đó với họ. Và cũng có lẽ hồn ông chưa lên bờ được chăng, đang muốn kéo xác lại. Thế nhưng mà dù có thế nào thì gia đình cũng không thể và không muốn để ông nằm lại nơi bờ sông hoang lạnh. Chiếc xe tang đầu rồng được đẩy thẳng ra nghĩa địa của làng trong những niềm thót thương. Tuy nhiên bây giờ thì những điều kinh dị hơn mới thực sự bắt đầu mà thôi. Ngay buổi đêm hôm sau, ở ngoài bãi bồi, chó hú rất là kinh. Đó là một đêm mất ngủ của cả làng. Và đêm đó thì thằng Dũng bạn em đã xảy ra biến cố. Cháp 7. Đoạn này là em được nghe kể lại từ gia đình thằng Dũng. Cái đêm sau khi chôn cất ông Tuần, thằng Dũng cùng bố và chú đi soi ếch ở ngoài bãi bồi. Thì đêm đó là một cái đêm mưa lầy phầy và tiết trời thì âm u. Mấy bố con chú cháu dắt theo con chó, ai nấy đội đèn ở trên đầu. Cái kiểu trời mưa lất phất như thế này, ếch ra rất là nhiều. Và bố nó thì cũng là dân sống nhờ nghề đi soi, đánh bắt trên sông, cứ thế nuôi nó khôn lớn. Lang thang dọc bờ bãi đến đoạn đồng mả, nơi chôn những cái xác chết trôi, thì nghe thấy rất nhiều tiếng chó hú. Chó hoang ở đâu đêm đó tự dưng kéo bầy tìm về. Ánh mắt của chúng bị ánh đèn quét qua, sáng như sao, chạy thấp thoáng trên cánh đồng mả, đến rợn cả người. Và hồi đấy cái loài chó hoang này thì còn nhiều. Những con chó ghẻ, chó già bỏ đi lang thang, kết bầy sống chui rúc khắp nơi khắp chốn. Chúng sống dọc bờ bãi và hồi đó thì không có mấy cái vụ exciter, cho nên chúng phát triển rất là đông và cũng hung hăng nữa. Cái lũ mèo già hóa cáo sống hoang bỏ đi cũng có mặt ở khắp nơi. Ấy thế cho nên ở quê em, mấy cái thằng nghịch ngợm tối ngày lang thang đi chơi đi bời thì hay bị người ta gọi là giống như bầy mèo hoang chó dại. Bố con thằng Dũng mặc kệ sự có mặt của bầy chó lạ. Thế nhưng mà không hiểu chúng nó làm gì ở bãi đồng mà, ở trong đêm tối, và tiếng của chúng thì rợn hết người, giống như là đang tranh giành nhau thức ăn vậy. Soi một hồi lâu thì mấy chiếc giỏ cũng đầy ập những ếch, lươn, lúc ra về chẳng thấy con chó nhà nó đâu nữa cả. Thằng Dũng đứng gọi mãi, thế nhưng mà con chó chẳng biết từ lúc nào đã chạy đi mất dạng, mà mưa thì càng lúc càng nặng hạt. Nghĩ là nó đi đâu bậy bạ cho nên cũng kệ, có lẽ sáng mai nó sẽ tự tìm đường về nhà mà thôi. Cho nên hai bố con nó cùng chú nhanh chóng quay trở về, bởi vì nơi mà này vốn không phải nơi để ở lại lâu. Sáng ngày hôm sau, lúc đi học về thì quả nhiên con chó đã có mặt lùi lùi ở góc sân. Góc sân nhà thằng Dũng là gian bếp, có cái đống củi khô to lắm và không biết là nó đang làm gì, cứ nằm ngồm ngoam ở trong đấy. Thực sự cái việc nuôi chó của thời đó nó không như nuôi chó cảnh bây giờ đâu mấy bác. Cho nên đừng ai hỏi vì sao không để ý con chó có những hành động lạ. Bởi vì ngày xưa ở quê chó chỉ để trong nhà, nuôi rồi thịt, còn đâu cũng mặc xác. Đêm đến thằng Dũng đang ngủ, bỗng cảm thấy lành lạnh. Con chó nằm ở bên ngoài chu mõm giống lên, làm cho hai bố con không tài nào ngủ được nữa. Cứ tưởng là có trộm, lật đật dậy mở cửa chính ra. Bên ngoài chẳng hề có một ai, thế nhưng mà con chó ngồi ở trên hiên cứ nhìn chằm chằm ra cửa. Nó hú thì kinh lắm. Thằng Dũng quát thì nó lại chạy vào chỗ góc sân, nơi có đống củi mà rúc đầu vào ngoam 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 ngoam. Lúc đó bố nó cũng cảm thấy lạ, thế nhưng mà chưa thể hiểu ngay. Mẹ thằng Dũng thì đã mất vì bạo bệnh từ lâu, nhà chỉ có hai bố con còm cõm nuôi nhau, cho nên mọi việc cũng xê xòa tuềnh toàng. Không thấy có trộm thì cũng quay trở lại, vào đi ngủ mà thôi. Tới hôm sau, là một cái buổi chiều trời đất nhá nhem.
Hôm đó em đang ở nhà thì thấy bố nó chạy sang vẻ mặt hớt hải. Bố nó mới hỏi là có đi chơi với nó không? Sao mà còn giờ chưa thấy thằng Dũng về? Em mới gãi đầu gãi tai. Không ạ, lúc chiều đi học về thì nó ra bãi bồi với mấy thằng xóm trên. Hôm nay cháu phải về thái dâu cho mẹ, cho nên không đi cùng nó ạ. Nghe thấy bãi bồi thì bố nó hốt lắm rồi. Mẹ em lật đật trong kho chạy ra, thấy chú Dương là bố nó đó, vẻ mặt đầy lo lắng thì bắt đầu nói về vụ không cho bọn trẻ con lang thang chơi ngoài bãi bồi, nhất là nơi chôn mấy cái xác chết trôi. Chú Dương thấy hoang mang gật gật đầu rồi đi tìm thằng Dũng ngay. Em thì nghe thấy bạn mình có chuyện như vậy, không thể làm ngơ được, cho nên cũng xin phép mẹ để mà đi cùng chú ra ngoài bãi bồi tìm. Ra đến nơi lúc này trời đã tối rồi. Bãi bồi rộng mênh mông, cộng thêm ánh đỏ cuối chân trời làm cho khung cảnh dòng sông trở nên kỳ dị mà mị khác hẳn với vẻ đẹp ban ngày mà em vốn đã thân quen. Chú Dương mới bắt loa tay gọi. Dũng ơi! Dũng! Chẳng thấy nó ở đâu, và rồi hai chú cháu chẳng ai bảo ai, nhanh chóng tìm đường đi xuống chỗ cánh đồng mả, nơi mà đêm trước có bầy chó hú. Cánh đồng mả là một nơi trước kia, ngoài ông Tuần ra chẳng mấy ai lui tới. Những người đi đánh cá ở sông cũng hay đi qua đây, thế nhưng họ không dám tạt vào mà lờ đi, và nó toàn là những cái nấm đất mấp mồ. Tới nơi giữa khung cảnh tối om, đập vào mắt em và chú Dương là một bãi tàn hoang. Ngôi mộ mới đáp của ông chết trôi hôm trước đầy những cái vết đào bới sâu hoắm, khắp nơi là vết chân chó, và em suýt chút nữa là ngất xỉu khi ngửi thấy mùi thối, xương lẫn máu thịt vương vãi đầy ở trên mặt cỏ, ruồi bâu thì đen sì. Chú Dương trợn mắt trừng trừng. Thôi chết rồi, chó nó về bới xác ăn rồi. Dũng ơi, Dũng! Những tiếng Dũng ơi cứ thế mà cất lên. Em thì chân tay mềm oạt, nhưng mà phải tạm gác cái chuyện kinh dị này sang một bên để hộ chú Dương gọi thằng Dũng, không nhỡ nó xảy ra vấn đề gì thì chết. Bỗng ở chỗ mép sông vang lên tiếng khóc giấm dứt, thút thà thút thít. Chú Dương vạch mấy cây bụi chạy tới thì cả em với chú tá hỏa khi trông thấy thằng Dũng. Thằng bạn em! Ôi giời ơi, nó đang ngâm một nửa người dưới nước rồi, nửa thân lộ bám lên trên bờ ướt nhèm nhẹp, vừa khóc hai mắt vừa nhắm tịt. Chú Dương mới gào lên hoảng loạn. Dũng, Dũng, mày làm cái gì thế này Dũng? Em thì á khẩu. Cháp 8. Chú Dương lập tức nhảy xuống kéo nó lên, nhưng mà kỳ lạ thay, nó không nhấc chân lên được, mà cứ như là bị ai đó giữ chân không cho lên. Chẳng biết là thằng Dũng đã ngâm nước dưới này từ bao lâu. Em với chú Dương mỗi người một tay kéo nó, gồng hết sức thì cũng nghe đánh doạp. Thằng Dũng bị kéo lên bờ sành sạch. Nó cứ ẳng ặc, bất ngờ mở mắt, nhưng mà đôi mắt trợn ngược lên. Nó dậy dậy lên mấy cái và rồi ngất lịm, khiến hai chú cháu sợ hãi lay gọi mãi nhưng mà nó không tỉnh, thì cũng không biết phải làm sao nữa. Cơ thể của nó lạnh ngắt như được lôi ra khỏi tủ đông. Sợ hơn ở chỗ, chính là chân tay nó đang cong cong cò quắp. Cái dáng bộ này khiến em nhớ tới hôm vớt xác ông chết trôi mà nuốt nước bọt ngoái lại nhìn cái bãi xương sầu thịt thà. Chiếu thì đã rách tanh bành. Chú Dương xốc nó lên lưng, cõng nó trở về. Dũng ơi là Dũng, mày mà làm sao thì tao thiết gì sống nữa Dũng ơi. Những tiếng chó của làng nghe thấy tiếng náo động sủa lên đồng loạt. Những người nhà sát mặt đê thấy động nhìn ra, trông thấy chú Dương cõng thằng Dũng chạy vào. Ai nấy sợ hãi chạy ra hỏi chuyện thế nào. Nhưng mà em cũng chỉ biết hộ chú Dương thuật lại qua loa. Cái xác bị chó ăn tạm thời cứ để ở ngoài đó. Bây giờ phải tìm cách cứu thằng này trước đã, chứ không người nó lạnh lắm rồi. Không nhanh ủ ấm, vớ vẩn trúng cảm nó chết, thì công sức nuôi ngần ấy năm coi như là bỏ mẹ. Mọi người nghe thấy chuyện xác ông chết trôi bị chó hoang bới ăn, ai nấy kinh hãi không dám đi ra bãi bồi. Về đến nhà thằng Dũng thì lúc này nào là dầu gió, nào là cao bạch hổ cứ thế nặn chân nặn tay, thay quần áo xoa người, thì phải một lúc sau nó mới ấm lên được. Có bác ở gần nhà trông thấy tình hình ấy thì bảo là thằng này bị ma trêu. Bây giờ phải đi gọi ông trưởng thầy cúng sang ngay. Một lúc sau thì ông trưởng ông ý cũng mau chóng chạy sang. Vừa vào đến cổng, ông đã nói luôn. Cái ông này ông hợp vía nó đấy. Nó chọc thủng bụng ông ấy. Chính là cái ông chết trôi hôm nọ, giữ chân nó chứ còn ông nào nữa. Ai nấy tái cả mặt. Em đứng nghe thì không hiểu mô tê gì sất, nhưng mà cảnh tượng cái xác bị cá rỉa toe toét, cây bãi máu thịt bị chó hoang ăn kia làm cho em lợm giọng chỉ biết đứng nhìn từ xa. Ông trưởng mới đốt một nắm lá gì đó khô khô, khói bay nghi ngút rồi khua khua. Ông ấn vào cái khoảng giữa môi và mũi nó một cái thì bất ngờ thằng Dũng mở mắt ngồi dậy. Nó nôn oe oe rồi cứ thế mà khóc váng cả làng nước. Ông ơi,
ông ấy kéo gọn, ông ấy bảo là không trả cho ông ấy thì còn lâu ông ấy mới cho về. Tất cả bất ngờ, ông trưởng mới xem xét hỏi nó nhớ được cái gì nữa để kể ra cho ông nghe. Thế nhưng nó mới nhớ được mỗi câu đó và rồi nằm phịch xuống giường. Thằng Dũng bắt đầu quay sang nói làm nhảm, nó kêu lên lạnh, rên hừ hừ, rồi chỉ được một lúc cứ thế mà ngủ thiếp đi. Ông trưởng lắc đầu thở dài, nghe chừng là vụ này có vẻ căng. Ông bảo tạm thời nó không còn bị cái gì nhập vào người hết, thế nhưng là phải làm rõ mọi chuyện đã, chờ nó tỉnh kể thêm được lại thì mới biết nó cầm của người ta cái gì. Ông trưởng nói rồi bảo chú Dương thắp hương trên bàn thờ để ông kêu cầu. Ông ý đứng khấn hết ông bà tổ tiên, cả mẹ thằng Dũng lên để mà phù hộ, che chở cho nó không bị người ta ám nữa. Ông trưởng nói, ở ngoài đồng mà chúng nó đang kết bè kết phái, sau khi ông Tuần chết chả có ai hương khói nữa, bây giờ chúng nó loạn cả rồi, không cẩn thận nó bắt người như trời đấy. Tuyệt đối cấm bọn trẻ con lang thang gần bờ sông. Trông thế thôi, cho ông Tuần ông làm vậy là có mục đích cả. Ông thờ cúng chúng nó, không để chúng nó quấy. Thế nhưng mà làm như vậy Hà Bá không bắt thêm người được nữa. Ông Tuần, ông vướng nợ nặng. Ai nghe ông trưởng kể xong thì cũng sợ hãi. Vậy đúng là cái thằng Dũng bị ông chết trôi kia trêu, và cái kiêng của dân sông nước từ xưa đến nay thật sự là chẳng có sai. Ông trưởng mới dặn dò thêm vài điều rồi cũng chỉ biết đi về. Dặn chú Dương bao giờ nó tỉnh lại thì sang gọi ông. Ngày mai ông sẽ cùng vài người ra bãi bồi đồng mà để mà an táng lại cho người quá cố. Cái vòng đó chết rồi vẫn bị xé xác, cho nên người ta rất là độc, không cẩn thận sẽ trở thành vong ma gây hại mất. Ông trưởng không dám ra ngay lúc bấy giờ, chắc có lẽ là ông ấy cũng sợ. Bảo không sợ làm sao được khi mà ngoài ấy nó kinh khủng đến như thế. Đến hơn một ngày mà chẳng ai biết thì các bác có thể tưởng tượng ra chỗ ấy nó hoang vắng đến như thế nào rồi. Lúc mà ông trưởng ra về thì mọi người thấy tạm ổn, cho nên cũng tản dần. Mẹ em mới lật đặt đi sang thì mọi chuyện cũng đã xong. Không muốn em dây dưa nên chỉ hỏi qua loa và rồi cũng xin phép đưa em về luôn. Đêm hôm đó em mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau là sáng cuối tuần, em được nghỉ học. Tỉnh dậy, cái điều đầu tiên em nghĩ tới chính là mò sang bên nhà thằng Dũng để xem tình hình nó thế nào rồi. Và thế rồi cũng ra được vấn đề. Cháp cuối. Sang đến nhà thằng Dũng thì may mắn làm sao cho em là đúng lúc ông trưởng và chú Dương đang chuẩn bị đồ, thế nên em mới có thể kể tường tận được hết cái câu chuyện oái oăm này cho các bác nghe. Và lúc đó thì cũng có gia đình chú Nghiêm là chú ruột của nó, kêu hôm cùng đi soi ếch cũng đã sàng. Thằng Dũng lúc này đã tỉnh, khuôn mặt nó nhợt nhạt, và sang đến nơi thì em nghe thấy bố nó cùng ông trưởng đang thì thầm nhỏ to. Có thật không? Nó bảo mơ thấy ông kia về đứng ở ngoài cổng à? Thật, nãy nó nói mà lị. Thế vàng mã nhà em mua thế này bác xem đủ chưa? Đủ rồi thì ra làm lễ gấp ạ. Chú Tín thằng Dũng sửa soạn hoa quả xôi gà, một đống quần áo vàng mã và cái làn chật ních. Mọi người lập tức đi ra ngoài đồng mả, còn thằng Dũng thì phải ở nhà, không được ra, và để cho thím nó chằm. Về cái tính nhiều chuyện hóng hớt thì không thể nào thiếu mặt em rồi. Lúc đi dọc đường đê nghe bố nó kể lại. Hồi sáng nó bảo thì cả đêm ông kia ông ấy cứ đứng ở ngoài cổng, không vào được nhà, người ướt sùng sũng, hai mắt trợn trừng ra nhìn nó. Trông ông ta không khác thì cái lúc bị vớt lên, em nghĩ thôi mà cũng đã sợ lắm, vãi hết cả da rồi. Ông ta không có nói được, cứ đứng nhìn thôi, cho nên ngay cả bản thân thằng Dũng cũng không biết là ông này muốn đòi gì từ nó. Có mấy người trong làng thấy sách lễ lạt ra bãi bồi, cũng tò mò đi thành đoàn. Mọi người xôn xao, bàn tán ở mỹ hết cả con đường đất, còn trơ sỏi đá. Tới nơi nhìn cái mộ ông chết trôi, bị chó nó đào sâu hoằm hoắm, xương sầu ruồi bọ bâu khắp mọi nơi. Mấy bà phụ nữ sợ đến xanh mặt, ôm mồm mà chạy mất dép, không có dám lại gần. Ông trưởng bảo chạy chiếu ngay trước mộ để ông làm lễ gọi. Được rồi, đến đây là được rồi, mọi thứ để tôi lo. Tí nữa tôi gọi người ta lên. Những cái bà nào mà đang có chửa hay là nuôi con nhỏ, tốt nhất là về ngay, không là sau lại mệt đấy. Chẳng ai đi về, bởi vì ai cũng hóng chuyện mà. Ông trưởng đốt hương cắm trên đỉnh mộ, ông cầu khấn rồi gõ cái mõ đồng. Cứ thế mà ông hô cái gì mà kêu cầu vong, kêu cầu vong. Vài giây sau bất ngờ trời nổi gió to, gió thổi làm cho khói hương bay đi tứ tán. Ai nấy lặng im mà quan sát. Ông thiêng nhỉ, kêu cái mà trồi lên ngay rồi. Mọi người im bặt. Ông trưởng nói dứt câu đứng dậy, thì có lẽ lúc này cái ông chết trôi kia nghe thấy gọi, ngay lập tức đã trồi lên luôn. Ông trưởng mới tiến sát lại chỗ mép sông, ngồi xuống rồi như nói chuyện với người ta.
Ông hỏi rằng nhà ông kia ở đâu, tên họ là gì, chết từ ngày nào, vì sao mà chết. Làm cho chú Dương cứ cuống cuồng đưa tay lên mà vái. Bỗng ông trưởng quay lại quát: "Cái bà kia, cẩn thận dẫm vào chân xương sườn người ta kia kìa." Cái bà trong làng nhìn xuống chân la lên oai oái, ai nấy nhảy cồ cồ nhấc dép lên xem, chả may mình có dẫm phải chân hay là thịt của ông chết trôi không thì còn tránh ra, không vớ vẩn mang vạ vào thân. Đợi một lúc sau, ông trưởng cứ cau mày lắc đầu hỏi đi hỏi lại chứ không có nói gì được hơn nữa. Ông quay đầu bảo làm cho chú Dương sợ, cứ dùng răng đắn đo, và em thì tự nhiên thích thú và mong đợi. Ông trưởng nói: "Đưa thằng Dũng ra đây ngay, người ta bị cấm khẩu, phải ốp vào nó thì mới nói được." Nhưng mà "Nhưng nhị cái gì, cứ đưa nó ra đây xem nào, có tôi ở đây thì không phải lo đâu." Chú Dương chắc là lo cho con nên mới dùng răng không đi. Thế nhưng ông trưởng ông đã nói thế rồi, bây giờ chỉ còn cách cho ông kia ốp nó thêm một lần nữa để giải quyết khúc mắc, cho nên chú cũng đành chạy về để mà đưa thằng Dũng ra bãi bồi. Em thì em nghĩ quả này hay rồi, với sự tò mò và trí tưởng tượng phong phú thì đây chính là dịp để em mở mang tầm mắt, cũng như có chuyện để ngày kia đi học kể lại cho lũ bạn cùng lớp nghe. Hai bố con thằng Dũng cõng nhau đi cùng bà thím lật đật ra ngoài bãi bồi, mà gương mặt chú Dũng rất là khó coi. Vừa đến nơi chưa kịp nói gì hết, em thấy thằng Dũng nó ợ lên mấy cái, chân tay co cứng hệt như tối hôm qua, khiến cho chú Dương giãy nảy buông nó xuống cái bịch. Thằng Dũng ngồi bệt, chân tay co quắp khóc mà như sặc. Nhà ở Bắc Cạn chết từ hôm bão về, nhà bị lũ quét cho hết cả, sống không biết vợ con vùi ở đâu, tên là Trương. Phải hợp vía thằng này thì mới giữ nó lại được để mà nói. Chó nó xé xác hết rồi, bây giờ không tìm về được, chỉ biết nằm lại đây chờ người thân thôi. Thằng Dũng lập tức bị ông kia ốp luôn. Thì ra là ông này tên Trương, nhà mãi trên thượng nguồn trôi giạt về đây. Ông này vô tình bị thằng Dũng chọc thủng bụng, lằng nhằng thế nào mà lại hợp vía với nó. Em đứng cạnh mấy người lớn xem cảnh thằng bạn bị vong nhập, vừa sợ mà cũng vừa kích thích. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, ma quỷ là có thật, và việc hôm nay bọn em vớt được ông ta cũng như là một cái sự sắp đặt. Ông trưởng mới hỏi: "Thế nó nợ ông cái gì? Sao hôm qua tìm về không vào được nhà, không nói gì mà chỉ đứng ở ngoài sân?" Thằng Dũng mới vằn mắt lên: "Thì chính ông kêu cầu cụ kỵ nhà nó không cho tôi vào đấy chứ, nhà nó cầm cái cẳng tay của tôi." Mọi người ồ lên đồng loạt. Ông trưởng nhớ mình hôm qua có kêu cầu thì gật gật. Thế nhưng mà nào có ai cầm cái cẳng tay của ông ta đâu, để mà làm cái gì? Ông trưởng hỏi: "Nói thế là sao?" Nhưng mà thằng Dũng, à không, phải gọi là ông Trương, ông ấy chỉ khóc và khóc thôi. Ông ấy nói hết thương vợ lại đến thương con, hết bị cá ăn rồi lại bị bới xác, phải hỏi đến vài lần nữa ông ta mới đấm cái bịch xuống đất mà nói: "Con chó nhà nó đêm hôm trước chạy ra đây ta cẳng tay tôi về." Chú Dương như muốn ngất xỉu. Lúc này thì em chưa được nghe kể cái đoạn con chó nó ngoàm ngoàm ở góc dàn bếp, cho nên chưa hiểu là có vấn đề gì xảy ra, mà thì chỉ thấy chú Dương tá hỏa nói với chú Nghiêm: "Thôi bỏ mẹ rồi, đúng rồi, bảo sao con chó?" "Đúng rồi, con chó." Ông Trường mới khóc dẫy đành đạch. Hóa ra cái đêm mà chó hoang về, con chó nhà thằng Dũng chạy đi loanh quanh kết bầy, thì chẳng hiểu thế nào sáng hôm sau tha luôn cái cẳng tay người ta mang về tận nhà, mà không hề ai biết có chuyện đó xảy ra. Ông Trường và chú Dương lập tức về nhà tìm xem, sợ rằng nó lại tha đi đâu rồi. Chú Dương hợp tốc phi về, thở hồng hộc, rồi một lúc sau đi ra với trên tay là một cái túi bóng đen, mặt chú tái xanh như tàu lá. Ông Trường rú lớn: "Đây, đã bảo rồi mà." Ai nấy đứng dạt sang nhà chú Dương tiến lại. Chú mở cái túi bóng ra thì nhăn mặt khi rớt xuống là một cục khúc xương tay đã bị chó gặm sạch cả thịt, và con chó thì đã bị chú cho một chày đập chết tươi. Ông Trương nhà và thằng Dũng cứ khóc ầm cả lên, lúc này đã nói lung tung rồi. Dường như còn rất nhiều người khác đang nhập vào nó, cho nên em thấy nó cứ nói loạn xì ngầu à. Lúc cười lúc khóc khiến ai cũng sợ, và hai cái nến ở trên đĩa đồ lễ đã bị gió thổi đi tắt lịm. Ông Trường tay trần nhặt cái cẳng tay đi tới trước mặt: "Đây, của ông đấy, chó viêm má. Thế sao ông biết là chó nhà nó?"
Ông Trương gật gật rồi lại lắc lắc. Có lẽ cái đêm mà xác ông ta bị chó ăn, ông ta cũng hiện diện ở đấy và cũng phát hiện ra cái thằng nhóc hợp vía với mình cùng bố và chú đi soi, cho nên mới lần ra được mà thôi. Bảo sao mà con chó nhà nó hôm sau nửa đêm cứ hướng đầu ra cổng rú ầm lên. Có lẽ ông ta đến tìm, sợ chó không vào được cho nên mới chờ cơ hội thằng này đi ra bãi bồi để mà ốp, chứ không hề có ý xấu dìm chết thằng bé. Ông Trưởng mới thở dài. Giờ thì chuyện cũng rõ rồi, tôi với nhà nó sẽ đi nhặt nhạnh an táng lại cho ông hẳn hoi. Ông còn muốn gì nữa không? Ông Trương xua tay. Muốn tìm về vợ con, nhưng vợ chưa đi được, bá không cho về. Thế thì phải làm thế nào đây? Ông Trưởng mới hỏi. Chẳng làm thế nào được, bao giờ người ta cho đi thì tôi đi, ông an táng lại, đốt mấy bộ quần áo cho tôi, đốt cho tụi con thuyền nữa, để bao giờ đủ duyên tôi ngược về trên đó tạ ơn ông. Ông Trương nói xong ngồi gục đầu không nói nữa. Tất cả những điều mọi người vừa được chứng kiến khiến ai nấy vừa thương vừa sợ. Rồi ông Trường bảo thím thằng Dũng mau chóng đi ra chợ mua thêm cái mã thuyền có cả người chèo đò để mà đốt cho người ta. Một lúc sau thằng Dũng sụi lờ, mồm nói lung tung. Có lẽ là ông Trương kia đã thăng ra. Ông Trưởng thầy cúng bảo chú Nghiêm đưa nó về nhà trước. Ông cùng với chú Dương đi dọc bờ bãi tìm kiếm. Thêm sự hỗ trợ của mọi người thì phải mấy tiếng sau đó mới tìm thấy toàn bộ xương bị bọn chó hoang nó lôi lên không lành lặn nữa. Một người mới sợ sệt. Thế cái đầu đâu? Thiếu mất cái đầu. Những phần bị chó tha lên không biết còn sót cái gì không. Thế nhưng mà tìm mãi cũng chỉ được đến như vậy mà thôi. Ông Trưởng bấm độn thì bảo cổ với đầu vẫn ở dưới đất chưa bị lôi lên. Lúc đào ra thì quả nhiên từ phần trên ngực, cổ với hộp sọ đầy máu thịt thối hoắc vẫn còn đang mắc lại. Và bọn chó thì nó lôi từ phía chân của cái xác lên trước. Ông Trưởng mới nhờ người đào cái hố khác, dặn chú Dương cố gắng mua lấy cái quan tài. Đến là khổ. Cũng tại hôm đó ông Tuần chôn qua loa, chôn chưa được sâu, cho nên bọn chó nó mới đánh hơi ra. Thôi thì cố mua cho mấy cái áo quan đi, từ nay thi thoảng ra đấy thắp hương cho ông ấy. Và à mà thôi, tí về rồi nói. Mọi việc ông Trưởng sắp xếp cúng bái và chôn cất ngay trong buổi sáng. Một nấm mồ mới với quan tài chôn sâu đàng hoàng đắp lên. Và lúc làm lễ xong thì trời cũng đã tới gần buổi trưa. Một cơn mưa nữa lại kéo về, khiến cho dân làng tò mò. Sau khi xong chuyện nhanh chóng tản đi. Lúc mà mã hóa hết thì cũng là lúc mà nước sông động lớn. Ông Trưởng nhìn trời nhìn đất thở dài não nuột, rồi dụ mọi người thu dọn. Thôi về, xem chừng là lại một cơn bão nó sắp đến rồi. Về đến nhà thằng Dũng lúc này nó vẫn đang ngủ li bì. Các bác có nhớ em vừa kể câu nói của ông Trưởng lúc ở ngoài sông là tí về nói hay không? Thì ra lúc đó ông Trưởng có bảo chú Dương thi thoảng ra thắp hương cho người ta. Thế nhưng mà tuyệt đối là không để cho thằng Dũng làng vàng tới đó. Lúc nãy ông Trương nói bao giờ người ta cho đi, tức là ông Trương sẽ phải kéo một người xuống thế mạng theo tục lệ của ma gia. Cho nên là ông Trưởng hiểu ngay vấn đề và không tiện nói ở ngoài sông khi mà ông Trương vẫn đang còn hiện diện. Em nghe xong đến đấy thì thực sự cũng rất là sợ. Nói như thế thì chẳng còn cách nào khác, thằng Dũng rất dễ bị bắt nếu cứ ra sông tiếp. Cho nên chú Dương nghe xong cũng đành chép miệng, vô cùng lo lắng nghĩ cách giữ còn. Thế nhưng mà thôi, trước mắt mọi chuyện cũng qua, nên tạm thời đợi thằng Dũng tỉnh lại và rồi dặn dò nó. Ông Trưởng ở lại dán thêm mấy lá bùa ở cửa nhà cho thằng Dũng khỏi bị quấy phá. Ông không lấy tiền nong gì sất, mà chỉ bảo tốt nhất mấy hôm nữa nên gửi vía thằng Dũng lên chùa nhờ cửa Phật giữ hộ, 18 tuổi mới chuộc lại. Hôm đó là một ngày mà em được biết thế nào là thế giới của những linh hồn. Lúc ông trở ra về thì trời đã đổ mưa rì rào. Gia đình chú Dương giữ ông lại ăn cơm, nhưng mà ông không ở. Và lúc đó thì mẹ em lại chạy sang hóng chuyện tìm em, bởi vì em đi sang đây từ sáng sớm tình mờ, bây giờ còn chưa về cho nên mẹ lo. Lúc mà hai mẹ con chạy về thì trời đã đổ mưa to. Ở ngoài bờ bãi vọng lại những tiếng sóng vỗ, trời sầm xì, mây đen kéo tới dày lắm. Có lẽ quả thật lại là một cơn bão nữa đang kéo về một ngôi làng nhỏ tội nghiệp. Năm tháng qua đi, cho đến tận bây giờ ngồi viết câu chuyện này thì kỷ niệm về trận lũ năm 2006 lại hiện về.
Bây giờ thì em cũng đã lớn, có vợ có con, và thằng Dũng thì cũng bình yên vô sự, sống bằng nghề bán tạp hóa ở ngôi nhà mới nằm sát Trần Đề. Câu chuyện năm xưa hai thằng thi thoảng vẫn kể cho nhau nghe về một thời trẻ con lang thang nơi bờ bãi triền sông. Thú thực là em cũng chẳng biết sau này linh hồn của ông Trương kia đã rời đi siêu thoát hay về được nhà trên Bắc Cạn hay chưa. Thế nhưng mà thằng Dũng bạn em thì ngay cả bây giờ bảo ra bãi bồi nó vẫn sợ và tuyệt nhiên là không dám qua lại. Cuối cùng thì những sự kiêng kỵ đã thành thông lệ thì nó vẫn kiêng kỵ. Người dân làng em sinh ra và lớn lên với những câu chuyện thực thực hư hư mà chẳng ai có thể giải thích. Thôi thì cũng đành thích nghi và cứ thế sống bám vào con sông từ đời này tiếp nối đời kia. Xin được tắt máy tại đây khi mà trên đầu là rì rào những tiếng mưa rơi. Câu chuyện của em cũng xin được kết thúc và kết thúc một kỷ niệm thời bé mà em nhớ mãi. Quê em mùa lũ. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây thì cũng là kết thúc rồi. Một lời cảm ơn chân thành nhất cho tác giả Trung Quyên đã có một bộ truyện phải nói là nó quá hay, quá chân thực và quá đời. Bộ truyện này thì nó chỉ vỏn vẹn trong cái mùa lũ năm 2006 ở quê tác giả mà thôi. Thế mà nhưng mà nó gói gọn những cái sự tâm linh và lần đầu tác giả trải nghiệm với những cái tâm linh kinh dị thì quả thực là khiến chúng ta phải ám ảnh và có một cái điều gì đó đọng lại mà khiến chúng ta phải suy nghĩ mãi không thôi. Các bạn có đồng ý với mình hay không? Chính vì vậy thì xin đừng quên share video này và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những câu chuyện ma mới nhất nhé. Về video này thì đến đây cũng là hết rồi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và yêu quý Đảo Kinh Dị.